Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khi tân chủ tịch nước được công bố, thì cuộc đua chức tổng bí thư cũng được định hình. Ngày 25 tháng 3, AFA tiếng Việt bình luận cuộc đua chức tổng bí thư ra sao khi ông Võ Văn Thưởng rời ghế chủ tịch nước. AFA nhận xét nhằm chức chủ tịch nước ở tuổi 52 với lý lịch làm việc bên ngạch đảng ấn tượng. Ông Võ Văn Thưởng từng được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên nặng ký, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng ở chức vụ tổng bí thư. Thế nhưng chỉ sau một năm 19 ngày, đường quan lộ tưởng thanh thang của ông Thưởng bỗng tiêu tan khi ông nhận quyết định cho thôi mọi chức vụ trong đảng lẫn nhà nước, ngay từ thời điểm mà tiểu ban nhân sự của Đại hội 14 đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội sắp diễn ra. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA cho hay, theo thông lệ, trước khi Đại hội đảng diễn ra, thì khâu bố trí nhân sự cho các chức danh cao cấp nhất, gồm các ủy viên Bộ Chính trị, các thành viên tứ trụ trong đó ghế tổng bí thư là quan trọng nhất, cần phải được chuẩn bị kỹ càng. Điều này không có nghĩa mọi sự sắp đặt từ trước sẽ trở thành hiện thực, vì trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, việc bầu chọn chức danh tổng bí thư luôn tiềm ẩn những bất định mà theo ngôn ngữ dân gian, phải đến phút chót mới biết chiến thắng thuộc về ai. AFA cho rằng nếu không ngã ngựa thì Võ Văn Thưởng đương nhiên sẽ là một ứng viên cho chức danh tổng bí thư bởi ông ta hội tụ đầy đủ mọi tiêu chuẩn do đảng đề ra. Câu hỏi đặt ra ở đây là ai được lợi từ cú ngã của ông Võ Văn Thưởng? AFA dẫn đánh giá của giáo sư John Anh London, chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam, cho rằng việc này tạo ra một cuộc cạnh tranh gây cấn giữa đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, người thuộc bên chính phủ và có chuyên môn về phát triển kinh tế với người đứng đầu lực lượng công an Tô Lâm. Và đây là hình những ứng viên tiềm năng của ghế tổng bí thư. Và giữa hai người này, mọi sự chú ý đổ dồn về ông Tô Lâm người được cho là có động cơ lẫn năng lực để loại bỏ ông võ văn thưởng afa tiếp tục dẫn quan điểm của tiến sĩ lê minh nguyên cựu chủ tịch đảng tân đại việt cho biết ông tô lâm đã đến tuổi về hưu nhưng hiện giờ đang có rất nhiều kẻ thù nên nếu bước ra khỏi chức vụ bộ trưởng bộ công an thì sẽ rất nguy hiểm ngoài chức tổng bí thư ra thì không còn chức danh nào có thể bảo vệ ông ta afa cho biết bộ công an do ông tô lâm đứng đầu trong những năm qua đã điều tra hàng loạt vụ án dính dáng đến các quan chức cấp cao ở cả cấp địa phương và trung ương. Dân chúng đã quen thuộc với những thông báo từ tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an mỗi khi có án tham nhũng mới. Theo AFA, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, còn có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, cũng được coi là những ứng viên tiềm năng cho chức danh Tổng Bí thư ở Đại hội 14. Và đây là hình lãnh đạo tối cao của đảng hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng riêng bà mai yếu tố giới tính có thể sẽ là lực cản để bà trở thành lãnh đạo tối cao của đảng bởi đảng cầm quyền chưa từng có tiền lệ bầu phụ nữ giữ chức vụ cao nhất vẫn theo afa ông huệ trong thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm của các tin đồn tiêu cực liên quan đến đời sống cá nhân vấn đề đối với ông tô lâm trong trường hợp ông ta thật sự có tham vọng trở thành lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản đó là việc chưa từng có tiền lệ một vị bộ trưởng được bầu thẳng lên làm tổng bí thư các đời tổng bí thư gần đây đều xuất thân từ các vị trí thuộc tứ trụ hoặc thường trực ban bí thư. AFI dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, rất có thể ông Tô Lâm sẽ chạy đua vào chức chủ tịch nước thay thế ông võ văn thưởng để làm bàn đạp cho chức tổng bí thư sau đó. Rất có thể trong những tuần lễ tới đây, khi chức danh chủ tịch nước được công bố, thì cuộc đua vào chức tổng bí thư cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các ứng viên lộ diện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Khi tân chủ tịch nước được công bố thì cuộc đua chức tổng bí thư cũng được định hình Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch huyện bị lừa hàng trăm tỷ và chuyện kê khai tài sản cán bộ. Ngày 23 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin, Chủ tịch huyện bị lừa 100 tỷ đồng, Ủy ban kiểm tra lưu ý việc kê khai tài sản. Theo đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai mới đây cho báo chí biết, cơ quan này sẽ lưu ý việc kê khai tài sản của một chủ tịch huyện vừa bị lừa mất 100 tỷ đồng. Theo AFA, Truyền thông nhà nước ngày 22 tháng 3 cho biết, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bị nhóm lừa đảo công nghệ cao lừa lấy mất tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng từ nhiều tài khoản. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn lời bà Hương cho báo chí trong nước biết, sẽ để công an làm việc cụ thể xem sự vụ ra sao. Bà này cũng cho biết hacker đã tấn công vào tài khoản để lấy tiền và bà không chuyển tiền. Vụ việc này đã gây chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Vẫn theo AFA, báo tuổi trẻ online ngày 23 tháng 3 dẫn lời một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Đồng Nai cho biết chỉ nghe râm ran vụ việc này mà chưa có báo cáo. Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin, thì Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của bài chủ tịch huyện này. AFA cho hay, luật phòng chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam quy định tất cả cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nếu bị phát hiện kê khai không trung thực, có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Tuy vậy, trên thực tế, việc kê khai tài sản của quan chức chỉ là bốc thăm, ai xui thì trúng, chứ không phải là tất cả như luật quy định. Vào tháng 6 năm 2022, AFI loan tin, thanh tra chính phủ đã tổ chức một cuộc bốc thăm, chọn ra 30 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập từ 7 bộ, ngành, tổng công ty, nhà nước. Trong số 30 người này, không có bộ trưởng, thứ trưởng. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò đã hơn 10 năm nhưng vẫn không hết được củi. Cụ thể, Bộ Kế hoạch Đầu tư có 8 người, từ danh sách 142 cán bộ, Bộ Tài nguyên Môi trường có 5 người, từ danh sách 131 người, Bộ Xây dựng có 5 người, từ danh sách 53 người, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có 3 người, từ danh sách 8 người, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 3 người, từ danh sách 7 người tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước có 3 người từ danh sách 9 người. Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông có 3 người từ danh sách 11 người. AFA cho biết thêm một báo cáo về phòng chống tham nhũng năm 2023 của chính phủ cho thấy trong số hơn 13.000 người phải xác minh tài sản, thu nhập, chỉ có 54 người kê khai không trung thực bị xử lý. Và đây là hình thủ phạm trộm tài sản của Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh cùng số vàng là tan vật vụ án. Những điều này cho thấy việc kê khai tài sản cán bộ, quan chức chỉ là hình thức làm lấy lệ, làm cho có. Người dân đang chờ xem tỉnh Đồng Nai sẽ công bố việc kê khai tài sản của bà chủ tịch huyện Nhân Trạch như thế nào. Người Việt vẫn luôn biết quan chức các cấp đều nhờ tham nhũng mà trở nên giàu có. Tuy nhiên, nhiều vụ việc lộ ra tài sản khủng của quan tham vẫn làm cho người dân tròn mắt. Ví dụ như vụ ông Phan Thanh Sơn, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh bị trộm 66 lượng vàng SGC và 35.000 đô la vào thời điểm dịch COVID-19 hoành hành vào tháng 5 năm 2021. Hay mới đây, ngày 23 tháng 3, truyền thông nhà nước loan tin, con gái của một cụ bí thư tỉnh Ủy, một tỉnh miền Trung bị trộm nhiều tài sản, gồm đồng hồ hàng hiệu, rượu ngoại, ngoại tệ và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng, tại nhà riêng là một căn hộ thuộc phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điều đáng nói là cô này sống trong chung cư Mastery Thảo Điền, một khu chung cư cực kỳ đắt đỏ. Dư luận thắc mắc, một cô gái trẻ hơn 30 tuổi sao có thể mua nổi một căn hộ cao cấp như vậy? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch huyện bị lừa hàng trăm tỷ và chuyện kê khai tài sản cán bộ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.